Hồi chiều á, làm gì không đợi anh trở về mà gọi điện thoại cũng không bắt máy vậy? Tại vì hồi chiều Nga để quên chìa khóa, xong rồi em phải chạy về mở cửa cho nó đó mà. Với lại điện thoại em cũng quên để chuông nữa, xong rồi anh gọi em không biết. Mà bây giờ anh đã về tới nhà chưa? Anh đang ở nhà, mà bây giờ tự nhiên nhớ con quá không biết phải làm sao. Bây giờ em nói với con gì đi, nói ba của nó 15 phút nữa có mặt bên nhà, đưa đi ăn kem vậy nha. 15 phút nữa qua liền vậy nha. Kinh, gì vậy trời? Qua liền, qua liền. Cháu ngoại của tôi đâu rồi? Tôi ngoan quá đi à. Thằng cháu cun của tôi ngoan quá. Cái ông này bậy. Ken, cháu nó tên là Ken mà. Ken là xì ke đó, tôi thích kêu bằng cun nè. Dạ, con chào cô chú. Sao ba mẹ lên mà không nói với con, có gì con ra con đón. Ôi trời, con gì? Ủa, cái ba mẹ em lên hả? Vậy thôi, cút máy nha. Lan qua nha. Dạ, nha. Mời cô chú ngồi. Nói chuyện với Hoàng hả? Gọi điện cho nó qua đây lai ra với ba già trai con. Mà ba với mẹ đi xa vậy á, có mệt lắm không? Hay là để con vô con nấu cái gì cho ba mẹ ăn nha. Thôi. Không cần phải nấu nước gì hết, ba mẹ đã ăn hết rồi. Dạ, cô chú ăn trái cây đi cô chú. Nè, con với anh Quang có chuyện buồn phải không? Dạ đâu có gì đâu. Chắc là con làm việc cả ngày mệt quá cho nên nhìn nó hơi bơ phờ chút xíu vậy thôi ba. Ba mẹ đẻ ra con mà, lẽ nhìn con mà không biết. Có chuyện gì nói cho ba mẹ nghe nè. Trời ơi, còn chuyện gì nữa ngoài chuyện đó hả cô? Thằng Quang hả? Nó ăn hiếp con phải không? Gọi điện kêu nó qua đây liền, mau lên. Dạ, đâu có gì đâu ba. Cũng trễ rồi. Nhưng mà con buồn là buồn chuyện gì? Con không buồn chuyện gì thiệt mà. Thì nhiều khi lâu lâu buồn mấy cái chuyện linh tinh lang trang vậy thôi, chứ cũng không có gì mà to tát đâu. Con nhỏ này xưa giờ lúc nào cũng vậy đó, có chuyện gì không thể nói ra, lúc nào cũng khư khư giữ trong lòng rồi tự mình giải quyết hết à. Dạ thì không có chuyện gì thiệt mà mẹ. Hay là ba với mẹ đi tắm rửa đi, rồi ngày mai con xin nghỉ một bữa, con đưa cả nhà mình đi chơi nha, lâu lắm rồi mình không có đi chơi chung với nhau á. Nhìn con vậy còn tâm trí nào đâu mà đi chơi. Nếu mà cảm thấy là ba mẹ đó không lo được cho con á thì thôi mình về bà. Chứ thực sự lên đây á thấy con khổ mà không lo được gì cho con á thì ba mẹ cảm thấy buồn lắm. Con không có gì thiệt mà, với lại ba với mẹ mới lên vậy mà đi về sao được. Thôi được rồi, cô chú không cần phải đi đâu hết, nó không nói con nói cho. Chuyện là vậy nè, gia đình anh Quang là một gia đình vô cùng khó khăn và phức tạp, cho nên là con Hà nó sợ là gia đình bên đó không có chấp nhận nó. Vậy là từ bữa đến giờ nó không có đưa con qua bên đó để mà ra mắt ba má nó hả? Chưa. Rồi nó chưa có một cái danh phận gì sao? Chưa luôn. Ba, đưa tôi cái điện thoại. Không cần khỏi cần. Kinh. Dạ con nghe là bác. Cậu xấu hổ vì con gái tôi lắm hả? Có đúng vậy không? Tại sao giờ này cậu vẫn chưa công khai cái chuyện của nó với cậu với gia đình bên đó? Hả? Tôi nói thật cho cậu biết, gia đình tôi á tuy là nghèo thật, nhưng mà muốn cái gì cũng phải là đàng hoàng, nó hợp lệ. Còn nếu mà cứ để dây dưa như thế này á, xin lỗi cậu nghe, con tôi nó không cần. Dạ bác cứ bình tĩnh. Con không có ý đó đâu. Không có ý đó đâu là sao? Hả? Tại sao hai đứa quen nhau rồi không lẽ cứ để cái chuyện nó kéo dài như vậy hoài à? Bác yên tâm, con sắp xếp rồi để cho hai bên gia đình gặp nhau liền. Con hứa với bác, con thật lòng thương Hà với Ken mà. Nếu mà thương nó, thương thằng cháu, thương thằng con thì phải làm cái chuyện này lẹ lẹ lên, phải nói với ba má cậu. Qua đây liền cho tôi. Dạ, con qua liền chứ, qua liền. Thiệt tình à, sao lúc nào cũng nóng nảy dữ vậy hả ông? Nói chuyện với con nó cũng phải nhẹ nhàng dịu dàng một chút xíu chứ. Ủa,
Ủa, tối rồi con tính đi đâu vậy? À, con có chuyện gấp, con đi nha mẹ. Khoan đã, dạo này mẹ thấy con lạ lắm nha. Thường xuyên đi sớm về trễ, cuối tuần cũng không thấy mặt mũi đâu hết. Con đang giấu mẹ chuyện gì đúng không? Trời đất ơi mẹ ơi, bây giờ con đã hơn 30 tuổi rồi, không lẽ con làm gì đi đâu mẹ không quản lý con luôn hả? Con 30 hay 40 gì đó cũng là con của mẹ. Mẹ không muốn con làm gì lén lút sau lưng mẹ đâu, nhất là chuyện tình cảm yêu đương đó. Con mệt mẹ quá, con đang gấp, có gì nói mẹ sau nha mẹ. Khoan đã, việc gì cũng phải gác lại đi. Hôm nay nhà mình có khách đặc biệt, con phải ở nhà để tiếp khách. Giờ này không thấy mặt mũi nữa, thấy không? Cái này là có tật lục địch, nó muốn trốn luôn rồi. Sao mà cứ nóng nảy dữ vậy hả? Đây là thành phố, không phải là dưới quê của mình đâu. Hơn nữa đường xá xa xôi rồi kẹt xe này nọ. Là từ từ phải gì? Cũng như bà đó, từ từ. Từ từ để rồi con gái bà nó chịu thiệt thòi đó. Ông này, ông muốn cái gì? Gọi điện cho nó lần nữa, để nó tới liền, mau lên. Mở loa lớn lên. Alo, anh đang tính gọi cho em nè. Anh có qua liền được không? Tại vì ba mẹ em đang đợi á. Anh có việc bận đột xuất cho nên không qua kịp được. Khi nào anh giải quyết xong việc á, anh sẽ qua liền. Hay, đưa điện thoại cho ba đi, anh nói chuyện với ba. Anh phải khỏi đi, anh sẽ gọi điện thoại trực tiếp xin lỗi ba sau. Vậy nha. Gọi cho em xong. Em tới rồi nè. À, hay là anh gọi cho nhỏ nào khác đúng không? Cái này là mất dạy đó. Như vậy là sao hả con? Thằng Quang đó, nó này nhỏ hả? Ai? Tại sao cái con nhỏ gọi điện thoại đó là ai? Hả? Chắc không phải là má của nó. Má nó không thể nào mà sợ ô em được. Nó lừa dối con hả? Sao lại hẹn hò cô gái khác vậy hả? Dạ, cái... Nè, có biết anh đang nói chuyện với người lớn không? Tự nhiên điện thoại của anh, sao mất lịch sự vậy? Quang, người lớn nào mà quan trọng tới mức con la con Ngọc dữ vậy? Trước giờ mày chưa bao giờ thấy con lớn tiếng hay là mất kiểm soát với con bé như vậy bao giờ? Dạ không sao đâu cô, lỗi của con. Không sao hết á, em xin lỗi anh Quang. Anh xin lỗi. Tại vì công ty có việc gấp á, mà việc này khá quan trọng, cho nên anh hơi căng thẳng, anh lớn tiếng với em. Con ra ngoài xíu cho mẹ. Không được, giờ Ngọc cũng đã tới rồi, cơm nước cũng đã dọn xong hết rồi, con ăn xong muốn đi đâu thì đi. Nhưng mẹ ơi, con có việc gấp mà mẹ. Việc gấp là việc gì? Nhưng con chào chú. Ủa, có việc gì mà đi gấp vậy con? Ba, công ty phát sinh chuyện gấp, bây giờ ba giúp con qua đó giải quyết nha ba. Vậy đó hả? Đi 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 con. Đi mẹ. Nè, nè, Quang. Thiệt tình. Ngọc à, thôi chắc là ở công ty có chuyện gì đó thiệt rồi. Để cô kêu dọn cơm, cô với con vừa ăn vừa đợi nha. Dạ, không sao đâu cô. Con có mang quà mừng nhà mới qua cho cô nè. Cảm ơn con nha. Thôi, vô ăn cơm với cô. Dạ. Thiệt, ban đêm ban hôm mà cha con tôi cùng tới đây làm phiền anh chị quá. Dạ không sao, dạ mời anh uống nước ạ. Dạ, cảm ơn chị. Trước tiên á, tôi xin đại diện cho Quang xin lỗi anh chị, cũng như xin lỗi bé Hà. Để bé Hà một mình suốt một thời gian qua nuôi bé Ken hết sức là vất vả, cái đó có lỗi một phần của gia đình tôi, mong anh chị cũng thông cảm. Không, tôi không có trách ba cái chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì bé Hà thì nó quyết định là nó nuôi con một mình. Cái mà tôi cảm thấy tôi băn khoăn ở đây á, là cái chuyện này giữa hai đứa đó, nó không có rõ ràng, nó mập mờ, nó như thế nào đó, tôi khó chịu trong người lắm. Còn đó, cái tiếng cô gái trong điện thoại là ai vậy hả? Cô không thể chấp nhận được con gái của cô trong chuyện tình cảm á, mập mờ lấp lờ như vậy. Dạ, hôm nay xin phép anh chị cho tôi giải thích cho nó rõ ràng. Tôi cũng có hai đứa con gái, thành thử tôi rất hiểu tâm trạng của anh chị. Thứ nhất là cái chuyện cái tiếng của cô gái trong điện thoại hồi nãy, đó là của bé Ngọc, là con gái của bạn tôi. Sự thật mà nói thì
bé Ngọc nó rất có tình cảm với thằng Quang. Nhưng mà thằng Quang nhà tôi từ trước tới giờ đó, cái tính đó tình cảm rõ ràng lắm. À, lúc nào nó cũng coi bé Ngọc như bạn bè thôi. Còn về chuyện của Quang với Hà, tôi cũng có lỗi một phần vì chưa công bố cho gia đình biết chuyện này. Nhưng hôm nay tôi về tôi sẽ bàn với gia đình, sẽ lo chuyện cưới hỏi cho hai đứa. Không biết ý kiến của anh chị thế nào? Chúng tôi thì không có gấp gáp cái chuyện cưới xin ở đây, để cho hai đứa nó tự quyết định. Cái quan trọng tôi cần là cần cái cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Tôi hiểu mà. Nếu mà chuyện tình cảm không rõ ràng thì người con gái chịu thiệt thòi đầu tiên. Chính xác. Dạ, con thật sự xin lỗi cô chú và Hà. Trong thời gian vừa qua đã khiến cho cô chú và Hà lo lắng. Nhưng con hứa con sẽ chăm sóc thật tốt cho Hà và Ken. Cô chú cứ tin tưởng giao ở con, con sẽ không làm cho cô chú thất vọng đâu. Nghe cha với ông nói như vậy á, chúng tôi cũng yên tâm và tin tưởng một phần nào. Cũng rất là xin lỗi anh đã phải lặn lội đường xá xa xôi, đêm hôm khuya khoắt đến đây để mà gặp chúng tôi. Có gì đâu, đi lo chuyện gia đình cho con cái tôi vui còn không hết. Có gì đâu buồn phiền. Xin phép anh chị tôi về trước, vì sáng mai tôi còn phải dậy sớm lo cái tiệm bánh mì nữa. Dạ. Thôi rồi, chào ông anh. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, con chào bác. Dạ, thưa cô chú, ông về. Anh đưa bác về cẩn thận nha. Anh biết rồi. Mắc mớ gì đó luôn nha. Vợ chồng đến nơi mà mắc mớ gì đó luôn nha. Cái thằng này cái mặt nó gian lắm, nó trùng giỡn đâu. Cái ông này thiệt tình. Tôi thấy nha, gia đình bên đó cũng tử tế đó ông. Còn nhà mình á, nó làm dâu bên đó tôi cũng thấy yên tâm lắm đó. Không, chưa yên tâm. Khi nào mà mọi chuyện nó đâu vào đó đó, con bé này nó bị hẹn bệnh nó làm dâu, lúc đó mới là yên tâm. Con xin lỗi mẹ với ba nha. Con nhỏ này, lỗi phải gì chứ? Mẹ không lo cho con á thì lo cho ai hả? Thôi mẹ vô nghỉ ngơi sớm đi nha. Con đi ngủ đi, tranh thủ ngủ sớm nha. Chắc cũng sắp về rồi đó, con ăn trái cây đợi thêm một xíu nha. Dạ không sao đâu, anh đi làm cho nên bận thôi mà. Dạ con chào mẹ. Ngọc mới tới chơi hay em. Dạ em chào anh chị. Ủa em tới lâu chưa? Dạ em mới tới à. Nè, tụi con biết ba con với Quang đi đâu không vậy? Không biết công ty có chuyện gì không mà hai cho con kéo nhau đi tới giờ đó. Ủa, công ty có chuyện gì sao mẹ? Sao con không nghe ai nói gì hết vậy? Mẹ cũng không biết nữa. Mẹ thấy thằng Quang nó nhận điện thoại rồi gấp gáp kéo ba con đi luôn tới giờ chưa về. Làm con Ngọc nè, tới chơi lâu dữ lắm rồi, ăn uống xong hết trơn rồi, đợi thằng Quang mà nó không chịu về. Có người yêu xinh đẹp như vậy mà cứ bỏ bê hoài à. Bận rộn gì mà không có thời gian hẹn hò luôn chứ. Ừ, cô, con nghĩ một phần anh Quang bận như vậy là do trợ lý làm việc không có hiệu quả đó cô. Gì kỳ vậy? Làm việc không hiệu quả thì cho nghỉ việc đi, rồi kiếm người khác giỏi hơn thay vô chứ. Hơi sức đầu gồng gánh bù cho trợ lý hoài sao được. Cương, dạ. Trợ lý nào vậy? Cô trợ lý mới mà. Này là do đích thân Quang tuyển. Mà cô này không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ gì hết á. Được cái là khéo léo với lại xinh xắn. Trời đất ơi, làm trợ lý thì cần giỏi nghiệp vụ vững chuyên môn, chứ xinh đẹp khéo léo làm gì? Trước giờ thằng Quang nó yêu cầu rất là cao trong công việc, sao lần này kỳ vậy? Nè, con thấy nó làm việc không được thì cho nó nghỉ đi, báo với bên phòng hành chánh giải quyết là được rồi. Đâu có được mẹ. Cái này là trợ lý do thằng Quang nó đích thân nó tuyển lựa. Với lại con nghĩ là cô ta cũng phải có ưu điểm gì đó đặc biệt nên thằng Quang nó mới chọn làm trợ lý riêng. Dạ, vợ con nói đúng đó mẹ. Cô ta giỏi lắm à. Cô giỏi tới mức là vừa rồi cổ rủ Quang về quê cổ tới mấy ngày luôn á. Cái gì? Sao lại có chuyện đó được? Dạ. Tức là cuối tuần rồi thằng Quang nó đi biền biệt là về quê nhỏ trợ lý đó đó hả? Dạ mấy ngày luôn á. Anh Cường, anh có nhầm lẫn không? Chứ không phải anh Quang đâu đúng không anh? Đâu có, này đích thân Quang nói cho anh biết mà. Trời đất ơi, chuyện gì nữa vậy nè? Ủa, ba?
Quang. Dạ ba về, con mời ba ngồi. Khuya rồi mà nhà con thức đầy đủ vui quá. Dạ con chào chú ạ. Hai cha con ông đi đâu giờ mới về vậy? Dạ công ty có việc, tôi với Quang phải giải quyết. Vậy hả? Công ty có việc? Vậy sao thằng Cường nó cũng trong ban giám đốc công ty mà nó không biết gì hết vậy? Đâu phải chuyện gì thằng Cường nó cũng biết hết đâu. Dạ đúng rồi mẹ, đâu phải chuyện gì con cũng biết đâu. Vậy còn chuyện cô trợ lý của con, chuyện đó thì sao? Con nói cho mẹ nghe coi Quang. Dạ bằng. Ôi trời đất ơi, mới về tới nhà có chuyện không vui rồi. Chuyện gì từ từ giải quyết. Có Ngọc đây, nó cười chết luôn á. Ngọc là dâu con, mai mốt nói với Quang cưới nhau rồi thì sẽ là người một nhà, có phải xa lạ gì đâu mà ông lo. Ngọc ngồi chơi nha, con xin phép mọi người cô lên phòng cái. Con ở đó đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Bữa khác được không mẹ? Hôm nay con mệt mà. Đứng lại đó, chỉ mất vài phút của con thôi mà. Tiện hôm nay đông đủ mặt mọi người, mẹ muốn bàn chuyện đám cưới của con với Ngọc. Hai đứa con quen nhau cũng quá lâu rồi, bây giờ cũng đã đến tuổi lập gia đình. Mẹ tính sắp xếp chọn ngày rồi cùng con qua nhà ba mẹ Ngọc để bàn chuyện làm đám cưới. Sẵn ba mẹ Ngọc cũng mới vừa từ Mỹ về. Ngọc nè, con về nói trước với anh chị bên nhà một tiếng giùm cô nha. Dạ, chắc là ba mẹ con vui lắm á. Bây giờ con xin phép chú, xin phép cô con về trước. Nè, con về mình được không đó? Hay là để thằng Quang nó chở con về? Dạ thôi con tự về được. Con chào chú. Con chào cô. Chào anh, chào chị em về. Đi cẩn thận nha con. Em về nha. Ok. Mẹ, chuyện riêng của con, sao tự nhiên mẹ tự động quyết định vậy? Mẹ thấy tốt thì quyết định giùm con thôi. Tốt hay xấu con không cần biết, nhưng người con thương phải để con tự quyết định chứ. Nếu người mẹ thương á thì mẹ có quyền chọn. Nhưng từ đây sau mẹ làm ơn, đừng bao giờ thay con quyết định được không? Nè, Quang, Quang. Đó, ông coi đó, con với cái bây giờ nó cãi lại mẹ nó như là nạt nhân viên vậy đó. Tôi thấy nó nói đúng. Chuyện cưới sinh á là chuyện cả đời người, chứ đâu phải một ngày một bữa. Cái gì cũng từ từ. Bà làm cái gì mà bà hối quá trời hối vậy? Đó, đó, lại thêm ông nữa. Ông lúc nào cũng binh con chậm chạp à. Thử hỏi mai mốt lời nói của bà già này còn đứa nào nghe nữa chứ. Coi lượng thứ lượng trên đời tuy không mong xảy ra, nhưng mà lại tuyệt vời thế như giấc mơ mà.